Xin chào tất cả các anh chị và các bạn nha. Hôm nay mình làm cái clip này, mục tiêu là muốn chia sẻ cho các anh chị và các bạn cũng như là các em một cái cơ hội kinh doanh, bắt đầu một cái việc gọi là tham gia vào cái mảng thương mại, kinh doanh một cái sản phẩm nào đó với cái vốn chỉ 600 ngàn. Cái vốn chỉ 600 ngàn thì trước tiên mà chúng ta đi vào cái nội dung chi tiết á, thì mình sẽ đặt một câu hỏi, có nghĩa là 600 ngàn thì chúng ta sẽ làm được gì ạ? 600 ngàn chúng ta sẽ làm được gì ạ? 600 ngàn bây giờ cũng làm được nhiều đúng không ạ? Thì thường thì cũng tin là sẽ thích là uống trà sữa đi ha, thì 600 ngàn thì được đâu đó khoảng tầm từ 10 cho đến 12 ly trà sữa công cha ha. Thì mình đã từng uống trà sữa công cha rồi cũng khá là ngon các bạn, thì tương đối là 600 ngàn chỉ được khoảng 10 đến 12 ly thôi đó, nếu mà mình dùng xe đại tầm 10 ly các bạn ha. Hoặc là chúng ta đã có người yêu, ai đó đã có người yêu thì mời người yêu đi ăn tối nè, xem một bộ phim hay, tình cảm, khi mà xem phim thì có thêm một phần bắp rang cộng với là 2 ly nước hay là 1 ly nước uống cho nó tình cảm đi, thì cũng đã hết đâu đó 600 ngàn đúng không ạ? Đâu đó 600 ngàn. Vậy thì chúng ta khi mà chúng ta xài hết 600 ngàn đó coi như là hết rồi đúng không ạ? Là hết rồi, nghĩa là chúng ta đã chi tiêu vào những cái việc gọi là giải trí, chỉ đơn thuần mà nói về giải trí thôi là đã hết 600 ngàn rồi. Thì cái tính cách của mình đó, thì mình muốn là mình dùng cái 600 ngàn đó, trước mắt là trước khi mình chi tiêu thì mình sẽ tạo ra một cái số 600 ngàn khác từ cái số vốn đó. Giả định mình đặt ra câu hỏi, mình đặt ra một cái trường hợp là mình đã có số vốn là 600 ngàn thì thay vì mình đi chơi, thay vì mình thư giãn, thay mình thoải mái thì mình hãy dùng cái số vốn này để mình nhân ra được nhiều lần 600 ngàn khác, và từ đó mình dùng cái tiền lợi nhuận để mình đi chơi đúng không ạ? Và mình còn đảm bảo được là cái vốn của mình nó vẫn còn đó và nó không bị âm vào cái vốn mình, thì nó sẽ tạo được cái giá trị về lâu dài và bền vững hơn ha. Ok, thì trở lại cái chủ đề, mình sẽ đi vào luôn cái chủ đề ngày hôm nay, có nghĩa là làm thế nào để kinh doanh với vốn gì 600 ngàn đúng không ạ? Thì như các bạn biết đó, là một cái ngành kinh doanh rất là phổ thông, phổ dụng và rất nhiều người họ áp dụng. Đặc biệt là những người ở quê lên, những người lớn và những người già, thậm chí là những đứa trẻ bị ba mẹ bắt đi, đó là bán vé số ha. Thì bán vé số thì là các bạn cũng biết là với cái số vốn 600 ngàn chúng ta có thể bắt đầu kinh doanh rồi. Nhưng mà dĩ nhiên là Khang làm clip này không thể nói là để bán vé số các bạn, bán vé số đó thì thiệt ra là gọi là sao ta, gọi là chúng ta không còn sự lựa chọn nào khác thì chúng ta đi bán vé số thôi, chứ còn thực ra là ai chắc mình cũng nghĩ là không ai muốn làm cái công việc đó đâu. Nếu chúng ta có một cái sự lựa chọn tốt hơn thì chúng ta có thể thương mại cái sản phẩm gì và bắt đầu với cái việc kinh doanh gì chỉ với số vốn là 600 ngàn ạ. Thì là tụi Khang á, Khang và bà xã Khang cũng như là những người anh em hiện nay đang làm đó là ngành làm đẹp, và tụi Khang tìm những cái sản phẩm tốt liên quan đến ngành làm đẹp và sức khỏe để mà gọi là phát triển thương mại, phân phối những cái sản phẩm này. Các bạn yên tâm, đây là toàn bộ là những sản phẩm truyền thống nha các bạn, chúng ta không có nói gì về đa cấp ở đây hay là MLM ở đây cả, không có tính đoán ở đây về cái MLM đó. Thì ở đây mình nói về phân phối ha, mình nói về phân phối. Ví dụ đây là những cái loại mặt nạ sinh học này mà tụi Khang đang phân phối này. Thì một cái mặt nạ này, một cái hộp đó là 360.000 6 cái nha các bạn, theo cái liệu trình. Thì trung bình một khách hàng á, nếu mà mình giới thiệu cho họ thì thường mình khuyến khích họ là hãy dùng 2 hộp trong tháng đầu tiên đó. 2 hộp này là 720 đúng không ạ, giá bán lẻ. Rồi đây mặt nạ dành cho những cái da nhạy cảm, là những cái người mà đắp mặt nạ xưa giờ là dị ứng, kích ứng rồi ABC là không đắp được. Thì cái mặt nạ dừa này lên men từ dừa tươi ha, công nghệ sinh học cực kỳ hiệu quả, cấp ẩm rồi bổ sung rất là nhiều cái dưỡng chất, đặc biệt là những người đang bị về da mụn nè, hay là những cái đang điều trị laser, lăn kim rồi đó, thì hoàn toàn có thể sử dụng cái mặt nạ này. Có nghĩa là các bạn biết được cái độ mà lành tính của nó như thế nào đúng không ạ? Tại vì những da tổn thương thông thường là người ta rất là sợ xài những sản phẩm đúng không ạ, và người ta vẫn đắn đo suy nghĩ làm sao để cấp ẩm cho da trong cái thời gian mà lăn kim hay là laser đó, tại vì lúc đó là da rất cần độ ẩm. Thì đắp những cái loại mặt nạ này là quá tuyệt vời luôn đó nhiều các bạn, da nhạy cảm thì đắp cái này cũng được. Thì cái hộp này là 350 cho 5 cái, là giá bán lẻ luôn. Thì đối với là cái vốn mà 600 ngàn, trở lại cái vấn đề nếu vốn 600 ngàn chúng ta làm gì đó, thì các bạn có thể sử dụng 2 hộp mặt nạ này đó, rồi chúng ta thương mại 2 hộp mặt nạ này. Nói chịu các bạn hiểu ý không ạ? Rồi làm thế nào để mà thương mại, có nghĩa là từ đầu á, trong cái website của mình có tí nữa mình sẽ để cái link ở bên cạnh cho các bạn thấy. Cái website của mình thì có đưa ra một cái phương pháp để mình làm cái sản phẩm này. Chúng ta hoàn toàn sẽ bắt đầu ở số 400-600 ngàn thôi. Nếu các bạn mà có cái hướng muốn làm và thiện chí muốn phát triển và muốn nhân cái số 600 ngàn đó ra thì các bạn hãy liên hệ về để lại tin nhắn, thì Khang sẽ hỗ trợ các bạn. Và tốt nhất các bạn nên inbox mình đi, tại vì cái thường khi mà hành động của mình muốn cái điều đó thì mình nên hành động đầu tiên chứ đừng có đợi người khác tiếp cận mình. Các bạn xem cái clip này đã là có một cái cơ duyên nào đó rồi thì các bạn hãy chủ động liên hệ với Khang hoặc là những cái người trong cái đội nhóm KellyBeautyPlus thì để mà hỗ trợ các bạn về những cái sản phẩm, những cái cách để chúng ta làm cái việc này. Thì tổng cộng mà Khang thấy được là cái hiệu quả kinh doanh cái sản phẩm này chỉ còn có 6 bước thôi các bạn. 6 bước rất đơn giản. Cái bước đầu tiên chính là chúng ta trải nghiệm thử sản phẩm. Thì nói hay lắm, sản phẩm ABC tốt lắm, ABC không bằng chúng ta trải nghiệm ha. Đừng nghe người khác nói, hãy nhìn người khác làm cái gì. Đó, bản thân là mình phải nhìn người ta có xài sản phẩm hay không. Đó, người ta có thật sự yêu thích sản phẩm hay không, và hãy quyết định đồng hành với những người như vậy. Thì các bạn không phải, các bạn trước khi chia sẻ với bất kỳ ai, các bạn nên sử dụng sản phẩm này, xem thử thật sự nó có tốt như là mình nói, có độ bổ sung độ ẩm hay là có tái tạo được da hay các thứ hay không, để mình sử dụng trước ha. Sau khi mình sử dụng xong mình mới lập danh sách, đúng không? Mình lập danh sách những người nào mà mình nghĩ là đang cần cái sản phẩm này và cái sản phẩm này có thể giúp ích được cho họ, có thể giúp ích được cho họ, thì từ đó cái danh sách đó thì các bạn hãy mời họ. Tại sao chúng ta phải mời ạ? Tại vì đầu tiên chúng ta đã làm kinh doanh, chúng ta làm thương mại, có thể là các bạn chưa hề kinh doanh trước đó thì chúng ta đâu ai biết mình làm, đúng không ạ? Thì mình phải mời chứ. Giống như hồi xưa người ta bán hàng là người ta phải đi gõ cửa từng nhà, bây giờ có online marketing thì người ta dùng tiền quảng cáo để kéo khách hàng đến, nhưng mà bây giờ là mình tận dụng mạng xã hội này, tận dụng mối quan hệ này, tận dụng những người thân bên cạnh mình này, mình giới thiệu cái giải pháp này, giới thiệu cái sản phẩm công nghệ sinh học này cho họ dùng thử, đúng không ạ? Thì từ đó các bạn chỉ cần là giới thiệu được 2 hộp mặt nạ này thôi. Các bạn chỉ cần giới thiệu được 2 hộp mặt nạ này thôi. Thì các bạn có thể kiếm được tương đương với khoảng gần 20% rồi, trên cái số vốn các bạn bỏ ra gần 20% rồi. Vậy thì mong muốn gì hơn, chỉ cần làm 5 lần như vậy là chúng ta có được là số vốn 600 ngàn tiếp theo rồi, đúng không ạ? Gấp đôi cái vốn lên rồi. Mà gửi ngân hàng bây giờ là chỉ có 6% một năm thôi. Thì nếu mà gấp đôi số vốn mình là 600 ngàn thành 1,2 triệu là còn bao nhiêu năm để trở thành, từ 6% của ngân hàng đó bao nhiêu năm chúng ta sẽ trở thành được cái giá trị là gấp đôi ạ. Rất là lâu ha, rất là lâu. Thì mình nói đến bước thứ hai, đúng không ạ? Thì cái bước thứ hai là gì? Là mình lập danh sách những người cần sản phẩm, cần cái giải pháp này có thể giúp đỡ họ, và sau đó là mình liên hệ, mình giới thiệu với họ, mình có toàn bộ tài liệu, mình có sẵn hết rồi, các bạn chỉ cần có hình ảnh các bạn gửi là xong, và nói vài câu về trải nghiệm mà mình đã thích thì mình chia sẻ vậy, đơn giản vậy thôi. Và quyết định còn lại là của khách hàng, có chọn được sử dụng tại thời điểm này chưa. Nếu họ chưa sử dụng tại thời điểm này cũng đừng có buồn, tại vì sao? Tại vì bản chất hay là bản thân là họ đã biết cái việc là mình đang làm rồi, mình đang có cái sản phẩm rồi, sau này họ cần họ sẽ liên hệ với mình ha. Nên là mình đừng có nản chí mà mình hãy tiếp tục người thứ hai, thứ ba, thứ tư, thứ năm, thứ sáu, mời cho đến khi nào là mình giới thiệu được 2 hộp này, chỉ còn 2 hộp đầu tiên thôi. Tại vì cái hành động đầu tiên cái là mình mới thấy nó là cái khó nhất để đạt được chứ không phải là cái sau này. Thì sau khi mình mời xong, đúng không ạ, thì họ đồng ý rồi mình mới nhập hàng về, mình mới liên hệ với nhà phân phối, mình liên hệ với công ty để mình lấy hàng về và mình chỉ cần giao thôi là xong, đúng không ạ? Đó là bước thứ ba là mình giao hàng. Sau khi giao hàng rồi thì cái bước thứ tư cũng cực kỳ quan trọng nha, cực kỳ quan trọng trong cái ngành bán hàng trực tiếp hay là cái ngành mà mình phân phối hay thương mại sản phẩm, đó chính là cái gì ạ? Là quan tâm, chăm sóc và lắng nghe khách hàng, cái phản hồi của họ sau khi họ sử dụng sản phẩm như thế nào, đúng không? Thì cái điều đó rất là quan trọng trong bất kỳ một ngành kinh doanh nào luôn. Đó, theo kinh nghiệm của mình là trong bất kỳ ngành kinh doanh nào cũng đều cần cái bước thứ tư này. Nên là lúc đó là các bạn hãy hỏi thăm khách hàng đã sử dụng sản phẩm chưa, họ xài họ cảm nhận như thế nào, họ có đáp theo đúng cái hướng dẫn của mình hay không. Đó, mình phải chăm sóc khách hàng, đúng không? Thì khi đó bản thân khi mà khách hàng họ có cái thấy được cái sự quan tâm của mình, họ cũng sẽ nhiệt tình trong quá trình sử dụng sản phẩm hơn, và khi mà họ sử dụng sản phẩm rồi họ thấy tốt rồi, họ cũng mạnh dạn chia sẻ, giới thiệu và giúp mình bán hàng được nhiều hơn. Tại vì khi đó họ quý mình không chỉ đơn giản là vì mình đã cho họ một cái sản phẩm tốt, một cái sản phẩm dưỡng da tốt, mà mình quan tâm họ bằng chính cái điều mà mình mong muốn, đúng không? Và cái bước thứ năm là gì ạ? Bước thứ năm là gì? Bước thứ năm này cũng rất là quan trọng. Bước thứ năm này là gì? Bước thứ năm này là gì ạ? Bước thứ năm này chính là quản lý vốn. Cái này là cực kỳ quan trọng nha các bạn, cực kỳ quan trọng. Kể cả đầu tư về tài chính hay kinh doanh, bất cứ cái gì thì việc quản lý vốn là rất là quan trọng. Khi mà mình bán được hàng, mình thu được lợi nhuận rồi, mình sẽ xài ngay lập tức cái lợi nhuận đó hay sao, hay là mình tiếp tục làm cái công việc đó trong một thời gian nữa trước khi mà mình nghĩ đến việc mình hưởng thụ. Thì khi mà mình quản lý vốn có nghĩa là khi mà mình làm xong mình có thể tự thưởng cho mình bằng một cái gì đó mình cảm thấy thích. Ví dụ như mình kiếm được cái lợi nhuận là 20% thì mình có thể trích ra một phần để mình sử dụng cái sản phẩm về đó, hay là mình tiếp tục xài sản phẩm cho đẹp hơn, nhưng mà còn một phần là mình đưa vào cái quỹ nhập hàng để mình giới thiệu những cái này tiếp theo. Cái đó là bước thứ 5 mà theo mình là rất quan trọng. Đó là quản lý vốn, và cái bước cuối cùng cũng là cái bước mà tạo thành cái thói quen, và cũng là cái bước khẳng định được chúng ta sẽ thành công hay không thành công trong lĩnh vực thương mại này. Đó chính là cái bước lặp lại toàn bộ quy trình 5 bước trên. Lặp lại toàn bộ quy trình 5 bước trên đây là gì ạ? Đầu tiên là gì ạ? Trải nghiệm sản phẩm. Thứ hai là gì? Lập danh sách, giới thiệu cho những người mà mình cảm thấy là họ cần cái dịch vụ giải pháp này. Cái thứ ba là gì? Quan tâm chăm sóc họ. Thứ ba là giao hàng chứ hả? Giao hàng ha, giới thiệu và giao hàng xong. Bước thứ tư mới là quan tâm chăm sóc khách hàng. Đó, và cái bước thứ 5 là quản lý vốn. Đó, và khi mà quay lại bước thứ 6 là các bạn tiếp tục quay lại lặp lại 5 bước chơi là xong. Thì từ cái vốn 600.000 đó thì các bạn hoàn toàn có thể nhân cái số vốn lên thành 6 triệu, đúng không? 600.000 lên thành 6 triệu gấp 10 lần là chuyện bình thường, và từ 6 triệu các bạn có thể lên 60 triệu và lên 600 triệu là 1 triệu, hoàn toàn bình thường. Cái vấn đề ở đây là vấn đề về thời gian, vấn đề tâm huyết và vấn đề công sức mình đổ ra là nó có thật sự xứng đáng với cái số tiền mình lấy là không. Mình nói một cái ví dụ rất là đơn giản là cá nhân mình với bà xã mình, tháng 10 năm 2019 là tụi mình chính thức bước gọi là đặt nền móng cho cái việc là phân phối sản phẩm. Thì lúc đó tụi mình bỏ ra một cái số vốn rất là nhẹ, nói chung là mình nói thẳng luôn đi là 32 triệu, bỏ ra 20 triệu, mỗi người 16 triệu bỏ vô, mà không phải là món món sản phẩm này đầu tiên đâu, mà một cái sản phẩm khác. Cho đến bây giờ là sau vòng khoảng tháng 10 cho đến bây giờ là khoảng 8 tháng thì cái số vốn của tụi mình bây giờ đã hoàn lại toàn bộ số vốn, và bây giờ mình đã có lợi nhuận, và bây giờ mình chỉ thương mại trên cái lợi nhuận của mình thôi các bạn, thương mại trên cái lợi nhuận của mình thôi. Tuyệt vời không ạ? Đó, có thể các bạn là nhiều lúc các bạn nghĩ là các bạn đã từng làm kinh doanh thì các bạn sẽ biết được là cái chuyện đó là chuyện hoàn toàn có thể. Và khi mà mình làm được một cái việc là mình giúp được nhiều người có sản phẩm tốt để sử dụng đó, tại vì không dùng sản phẩm này họ cũng sẽ dùng sản phẩm khác, đúng không ạ? Nên là việc mà mình không giới thiệu thì cũng sẽ có người khác giới thiệu thôi, nên là chúng ta hãy hành động và làm cái việc đó một cách là nhiệt tình, nhiệt tâm, và khách hàng sẽ quan tâm và họ tin tưởng mình tiếp tục hơn các bạn nha. Thì cái clip này chỉ chia sẻ một vài ý nhỏ như vậy thôi, thì nó phù hợp đối với là những bạn là sinh viên nè, gọi là cán bộ công nhân viên chức, là làm ngân hàng, làm nhà nước mà muốn kinh doanh online mà đang tìm kiếm một cái sản phẩm nào đó nó chất lượng, với cái giá đầu tư và cái giá hợp lý, không cần phải ôm hàng, không cần phải ABC, có được đào tạo, có được đội nhóm, có được những sự hỗ trợ nhất định, thì hãy liên hệ với tụi mình sẽ hướng dẫn và hỗ trợ các bạn. Thì mình cũng đang tìm những cái người đồng hành và có thể là partner, leader trong thời gian tới để phân phối nhiều sản phẩm hơn nữa. Đây chỉ là một số sản phẩm mà mình đang phân phối thôi, đúng không ạ? Thì tương lai sẽ còn nhiều sản phẩm nữa, nên mong muốn là sẽ được đồng hành với lại các anh chị và các bạn nha. Thì nếu còn bất cứ thông tin gì hãy liên hệ với Khang. Mình là Khang Đỗ. Xin cảm ơn, xin chào và hẹn gặp lại.